Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Hồng Ngự. Thanh niên trốn khỏi khu cách ly tại Trung tâm Y tế, huyện Hồng Ngự, cơ sở cũ là Nguyễn Giang Tám, sinh năm 1995, ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. Nguyễn Giang Tám nhập biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng bắt giữ, bàn giao cho Trung tâm Y tế, huyện Tân Hồng, và làm thủ tục chuyển đến khu cách ly tập trung, thuộc Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, cơ sở cũ, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 11 tháng 8, thanh niên này đã trốn khỏi khu cách ly tập trung của huyện và chưa được xét nghiệm sách COVID-2. Ngành chức năng cho biết thanh niên này sống tại Campuchia, không có nghề nghiệp ổn định, rất khó quản lý và bất hợp tác. Để đảm bảo việc cách ly tập trung đúng theo quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hồng Ngự đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo lực lượng công an ra soát các cơ sở cho thuê lưu trú về thông tin Nguyễn Văn Tám. Sở Giao thông Vận tải thông báo thông tin về Nguyễn Văn Tám cho các nhà xe. Nếu phát hiện về thông tin trường hợp trên thì thông báo ngay cho lực lượng công an và y tế địa phương. Khi nhận được thông tin về Nguyễn Văn Tám, đề nghị các đơn vị thông tin về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hồng Ngự số điện thoại 02773 564 -600 để đưa trường hợp trên về nơi cách ly theo quy định. Quyết tâm chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử Để thực hiện mục tiêu này, chiều nay ngày 12 tháng 8, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã có buổi làm việc với các sở, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, công thương, Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của chuyển đổi số, thương mại điện tử và yêu cầu lãnh đạo các sở có liên quan nghiên cứu, ứng dụng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh những lĩnh vực này. Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển thương mại điện tử, trước mắt là phối hợp tổ chức hiệu quả tuần hàng đặc sản Đồng Tháp trên sàn thương mại điện tử Tiki dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đưa chuyển đổi số, thương mại điện tử vào đề tài nghiên cứu khoa học sao cho phù hợp với đặc thù của tỉnh Đồng Tháp. Đề tài không chỉ mang tính chất lý luận mà phải ứng dụng sát thực tế, đáp ứng nhu cầu phát triển và thích ứng công nghệ 4.0. Về việc tham gia làm thành viên hội đồng chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, ông Phạm Thị Nghĩa chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi với công viên phần mềm Quang Trung để nắm các tiêu chí tham gia chuỗi nghiên cứu các tiêu chí để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về khả năng tham gia. Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ với Cục Tinh học hóa trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kết nối buổi làm việc trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa giao nhiệm vụ Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Phạm Thiện Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Tân Hồng. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển, sản xuất nông nghiệp ổn định, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các công trình xây dựng cơ bản đạt yêu cầu. Địa phương cũng đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kêu gọi đầu tư ở các khu kinh tế biên giới và một số khu vực của huyện an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn tuyến biên giới được đảm bảo. Qua buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả của huyện Tân Hồng đạt được trong thời gian qua, nhất là đi sâu, đi sát địa bàn để hoạch định và chỉ đạo thực hiện đạt yêu cầu. Ngày mai ngày 13 tháng 8, Đảng bộ huyện Tân Hồng sẽ tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó có đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của quyện. Cổng thông tin điện tử sẽ thông tin nội dung này trong chương trình Điểm tin online ngày mai. Một số văn bản chỉ đạo điều hành đáng chú ý. quý ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa báo cáo với Bộ Tài chính về tổng kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2020, là hơn 51,6 tỷ đồng, tương ứng với 138.003 đối tượng, trong đó hỗ trợ chi phí học tập là 17,7 tỷ đồng, miễn giảm học phí là 33,9 tỷ đồng. Dự kiến nhu cầu kinh phí năm 2021 là 60,7 tỷ đồng, tương ứng với số đối tượng là 152.969 đối tượng. Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất nội dung hợp tác cụ thể và kinh phí thực hiện chương trình hợp tác đưa sản phẩm thủy sản Đồng Tháp vào thị trường Hà Nội do Trung tâm Giới thiệu đặc sản và Du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội đề nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 8.